Ăn gì phòng chống COVID tăng sức đề kháng? COVID-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Vậy COVID tấn công, gây hại như thế nào đến cơ thể của chúng ta? Ăn gì phòng chống COVID hay sau mắc COVID nên ăn gì để phục hồi nhanh? COVID tấn công, gây hại như thế nào đến sức khỏe của con người? Như chúng ta đã biết, hiện nay, con người đang đối mặt với bệnh truyền nhiễm COVID-19. Với sức lây lan nhanh, số người mắc bệnh không ngừng tăng lên sau mỗi giờ, mỗi ngày. Không những vậy, virus SARS-CoV-2 còn không ngừng biến đổi thành các chủng mới, khác nhau gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Virus COVID-19 xâm nhập vào cơ thể thông qua mắt, mũi, họng. Sau đó virus tấn công phổi, gây bong chóc lớp bảo vệ ở tế bào phổi và dẫn đến đường hô hấp bị tổn thương. Vì vậy, ở một số trường hợp, người bệnh bị viêm hai lá phổi. Nếu bệnh nhân có sức đề kháng tốt, bệnh sẽ hồi phục. Ngược lại, bệnh nhân có hệ miễn dịch không tốt, bệnh viêm phổi tiến triển nặng, xuất hiện suy hô hấp cấp tính, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong. Ngoài ra, COVID-19 không chỉ tấn công, gây nguy hiểm cho phổi mà nó còn gây hại cho nhiều cơ quan khác như là gây tổn thương tim, suy gan, thận, rối loạn lưu thông máu, gây đột quỵ, tấn công hệ thần kinh, viêm mạch máu cấp tính ở trẻ em. Bên cạnh đó, hậu COVID-19 cũng làm cho sức khỏe bị suy giảm đáng kể, đặc biệt là những trường hợp đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Mặc dù khỏi bệnh nhưng các triệu chứng vẫn không chấm dứt như sốt nhẹ, đau các cơ, cảm thấy mệt mỏi, khó thở, ho. Ngoài ra, hậu COVID-19 còn ảnh hưởng đến thần kinh của người bệnh gây các tình trạng như mau quên, lo âu, trầm cảm, không ngủ được. 2. Ăn gì phòng chống COVID, tăng cường sức đề kháng? COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Vì vậy, mỗi người cần có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh dịch. Bên cạnh các giải pháp như thực hiện 5K hay tiêm vaccine COVID-19 thì ăn gì phòng chống COVID? Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng cường đề kháng, phòng chống COVID. Cam, quýt, bưởi, chanh. Bưởi, cam, chanh, quýt là những loại quả có hàm lượng cao vitamin C. Vitamin C là loại vitamin thiết yếu, có vai trò tăng cường sức đề kháng, giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Ớt chuông đỏ, đây là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin B, phytochemical, carotenoid và beta-carotene giúp cơ thể chống oxy hóa, chống viêm. Bông cải xanh, thực phẩm này có nhiều vitamin A, C, F và đặc biệt là sulfadin giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, giảm stress. Ở tỏi chứa glycogen, allicin, phytoncid và các loại vitamin khác có tác dụng chống viêm, tăng cường đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, tỏi thường dùng để trị bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp, công dụng giúp cải thiện hệ tiêu hóa, chống viêm, chống oxy hóa, điều trị tình trạng nôn, buồn nôn, ngực. Nghệ chứa nhiều curcumin, có tác dụng tiêu diệt các tác nhân lạ, tăng cường sức đề kháng. Trà xanh, công dụng dùng để chống oxy hóa, bổ sung vitamin C, nâng cao hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi. Đu đủ, loại trái cây này có rất nhiều vitamin C, kali, vitamin B, fola, giúp chống viêm, tăng sức đề kháng. Trên đây là những thực phẩm trả lời cho câu hỏi ăn gì phòng chống COVID. Hãy bổ sung vào thực đơn mỗi ngày để phòng chống COVID, tăng cường sức đề kháng cho bản thân và gia đình. 3. Các hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống COVID-19. Ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, chúng ta cần xây dựng những thói quen tốt hay rèn luyện cơ thể bằng cách cung cấp đủ nước cho cơ thể. Nói không với các chất có hại cho cơ thể như thuốc lá, chất kích thích, hạn chế uống rượu, bia, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động, tập thể dục, rèn luyện thể thao mỗi ngày. Ngoài ra để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của phổi, việc tập luyện mỗi ngày là vô cùng hữu ích. Dưới đây là một số bài tập đơn giản giúp phổi khỏe mạnh, phòng ngừa COVID-19. Hít thở sâu, bài tập này khá đơn giản, từ từ hít sâu không khí vào phổi và sau đó là thở ra ở miệng. Bài tập nên thực hiện trước khi ngủ và sau khi thức dậy để mang lại nhiều hiệu quả hơn. Uốn người và hít thở. Động tác thứ nhất là người tập trong tư thế đứng thẳng, thả lỏng cơ thể, sau đó gập người xuống và thở. Động tác thứ hai là trở về vị trí ban đầu, đồng thời đưa hai tay thẳng lên trời và hít không khí. Lặp lại hai động tác 4 lần. Ngồi đúng tư thế, điều này giúp ích cho thở, giúp tăng oxy trong máu. Bơi lội, đây là môn thể thao tốt cho cả phổi và tim. Chạy bộ, chạy kết hợp với hít thở đều là một trong những phương pháp hữu hiệu, giúp phổi khỏe mạnh hơn. 4. Sau mắc COVID nên ăn gì để phục hồi nhanh? Sau mắc COVID-19, người bệnh thường có những triệu chứng của hậu COVID. Vì vậy, việc bồi bổ, bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể là rất cần thiết để cơ thể hồi phục nhanh hơn.
Dưới đây là những thực phẩm sau mắc COVID nên ăn gì để phục hồi nhanh. Trong mỗi bữa ăn, cần cung cấp đủ 3 nhóm thực phẩm sau: đường bột, cơm, bánh mì, các loại hạt, khoai, đạm, cá, hải sản, thịt gia cầm, đậu các loại và chất béo, bơ, dầu thực vật. Ăn nhiều trái cây và rau quả để bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, uống nhiều nước. Từ những nhóm thực phẩm trên, hãy xây dựng một thực đơn ăn uống hợp lý. Khoa học giúp các bệnh nhân sau COVID có thể hồi phục nhanh hơn. Bên cạnh đó, cần chú ý đa dạng các món ăn hàng ngày, nấu những món dễ tiêu và chia nhỏ bữa ăn giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn.